Rất vui được gặp lại anh em trên cái kênh YouTube của 3 số 7 của mình nha. Đinh Nguyễn 3 số 7 thì hiện tại mình đang rulai một cái con máy quay A nè anh em. Đó, rulai rất là nóng này nha. Nè anh em nhìn này nha, mình chấm nhẹ cho anh em coi này nha. Nè, đó, anh em thấy không? Sôi luôn ha, thấy không? Máy nóng lắm. Máy là đang rất là nóng, thì anh em hỏi là làm máy xong xuôi thì có rất là nhiều anh em là hỏi là làm máy rodai bao nhiêu lâu, thì nói thật với anh em nó tùy theo cái dòng xe nha. Thì Suiva là nó khác nè, Wia là nó khác đó, tùy theo cái bơm nhớt mạnh nhẹ và anh em làm cái máy nó nặng hay không. Nếu như mà anh em làm nặng để mà rodai thì anh em nên rodai một xíu rồi lại nghỉ ha, rodai chút xíu nghỉ. Còn đối với những cái dòng xe mà bơm nhớt nó yếu á thì anh em làm theo cái cách khác ha. Ở đây á thì mình nói cái vấn đề là tại sao mình rodai như vậy nè, đã rồi khi để máy nó thật là nguội thì anh em canh cò lại, anh em giao cho khách đi là ok luôn ha, ít có canh cò lại lắm hả. Còn nếu mà anh em làm rodai ít quá, anh em giao cho khách đi mất công đi tới đi lui canh cò, nhiều lúc khách họ không biết á thì họ nói sao mới làm máy kêu rồi lung tung ha. Đó, thì lát nữa mình sẽ canh cò lại. Còn về những cái đời quay A như thế này thì mình nói thật với anh em thì mình, cái cá nhân của mình á thì mình đánh giá thì nó không cái bằng cái đời quay pha đời đầu đó anh em ơi. Ở đây là trái bê tông của nó nè, trái bê tông có tầng đa nó vũ nó kêu rồi anh em ơi, cho nên là mình lên cốt thì mình cũng làm lại xúc bắp luôn anh em đó, cái dòng này. Và đối với cái con xe này mình đi lâu ngày á thì nó có cái hiện tượng là nó lâu, nó ì xe, thì anh em làm nhận hơi thì anh em cũng nên làm lại bố nồi. Ở đây thì cái nồi này đã làm một lần rồi nè anh em, nên mình bỏ đi đăng đó, cho nên nó là mình làm lại cái nồi và mình thay bố nồi cho khách luôn, dán bố bà càng lại thì chạy nó có cái độ lướt hơn nha anh em. Mấy cái đời này thì đi cũng được nha anh em, nhưng mà điều không biết sao người ta sơn á nó hay bị rổ cuộc nè anh em đó, nó hay bị rổ mấy cái chân cuộc nè. Hầu như bây giờ xe nào nó cũng bị cái tình trạng đó ha. Rồi thì anh em chạy mấy cái dòng này thì chẳng qua là chạy mình nói là mình đang nói cái đời sau này nè, đi thì cũng lợi xăng cũng được thôi, chứ gọi là chuẩn mà ngon lắm thì cũng không không được ngon. Với lại đồ mũ nó hay rè nha anh em, đồ mũ về đây một thời gian thì nó cũng rè, nó rè mấy cái này nè. Mình xe nhà mình phải mở ra bắn silicone ở trong anh em ơi, đi nó rè khó chịu lắm đó. Rồi thì anh em hỏi là cũng có nhiều anh em hỏi là cái xe này nè đi nhớt là đổ bao nhiêu, thì đổ 0.8 nha anh em, đổ nhớt 0.8 ha, nhớt 0.8 đó. Như anh em thấy con xe này không nè, này nó rung nó rè quá nè, mà người ta phải dán silicone này đó, bằng chứng anh em thấy không, dán quá trời luôn. Này khách dán cho mấy mình nha, đó, ta dán silicone quá trời luôn đó. Còn đối với làm nồi của cái con xe này thì nói chung ở đây mình nói sơ thôi anh em, mà muốn xem nhiều tham khảo nhiều thì có thể xem bên cái kênh Đinh Nguyễn 2 số 7 hoặc là cái kênh Đinh Nguyễn 1 số 7 ha. Ở kênh 3 số 7 này thì mình chỉ có đánh giá sơ bộ thôi. Thoạt nhìn thì tất cả những cái chi tiết máy này mình nhìn tưởng bộ là nó giống như là thằng quay pha lốc đen, nhưng thực chất nó cũng có nhiều cái khác đó nha anh em. Nói gì mà đo kích thước thì nó cũng như nhau, nhưng mà nó hơi khác là về cái chất lượng hay sao, mình thấy nó máy nó không bằng cái đời trước đó, mình nói ra theo cái ý kiến cá nhân của mình ha. Chứ lại đa phần là cái bình xăng nó hay bị chảy xăng thừa, thì anh em có thể đi phục hồi đi xoáy lại ha, làm lại hay chảy xăng thừa nè. Rồi cổ bô thì hay lủng, như xe đây là khách đã thay cái cổ bô inox rồi nè, cổ bô nó hay lủng, nó gãy ngay chung cổ bô lắm. Rồi tiếp theo đi một thời gian là nó hay bị xì phuộc cái tay phuộc nè đó, chứ nó cũng không có được gọi là bền lâu lắm, chung mà cũng tạm được thôi anh em ơi. Thì bây giờ mình sẽ trả lời những cái câu hỏi cho anh em về thắc mắc. Anh em hỏi là xe Dream mà bây giờ là muốn lên là coi như là đầu lòng 110 của chờ thì đi như thế nào, thì nó tặng với anh em á. Đối với cái dòng xe Dream, đối với cái dòng xe Dream thì anh em biết rồi, mình nói ví dụ đi, cái lòng này nè nó ngắn hơn Future ha, do đó khi mà anh em thay vô là anh em phải thay 4 cái cây bộ rong, 4 cây bộ rong dài hơn nè. Rồi anh em phải đổi cái nhông chi thì, đổi nhông chi thì lớn, rồi bánh cam lớn ha, anh em vô đầu lòng
và phải đổi cái đầu bò 110 này anh em. Đầu bò 110 nắp tròn này nó lớn hơn ha. Còn đầu bò rim là cái nắp tròn nó nhỏ nè. Cái đầu bò này mới được nha, chứ lên 110 rồi không có giữ lại cái đầu rim đi được đâu. Đó rồi anh em cũng phải đầu tư thêm một cái bình xăng. Đó, các thứ như vậy đó. Rồi cũng có anh em hỏi nồi rim gắn qua quay được không? À được chứ sao không được. Ở đây là như ví dụ cái bộ chung nồi của rim nè. À mình nói vậy đi ha. Bộ chung nồi của rim thì khi anh em gắn vô quay, anh em lấy cái khâu của quay bỏ ra, bỏ lông đền mỏng vô ha. Còn cái nồi sao nó cũng như nhau thôi. Nha anh em. Thì hôm nay chia sẻ với anh em một vài cái vấn đề vậy thôi. À, hẹn hôm sau mình sẽ nói nhiều hơn nha anh em. Bye bye anh em nha.